Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Giờ Thảo cắt rau răm mọi người, để Thảo nấu cháo gà nha. Thảo sẽ cắt hết cái này luôn để cho nó ra cái mới á mọi người. Thảo nấu cháo với lại Thảo làm gỏi gà xé phai nha. Quá chừng luôn, tốt dễ sợ mọi người ha. Rồi Thảo cắt được nhiêu đây nè mọi người. Cái này là dư sức nồi cháo với lại dĩa gỏi nha. Còn cái này chờ vài tuần nữa nó lên tiếp rồi mình cắt mình ăn tiếp. Cái này là Thảo trồng ở trong cái chậu của cây táo nha mọi người. Con ngò gai nữa nè. Mọi người thấy trời đang mưa không? Hồi nãy cái lúc mà Thảo cắt rau răm á là trời nó ui ui thôi. Cái Thảo vô Thảo nấu cháo, Thảo làm gỏi xong cái trời nó mưa mọi người. Mưa lớn luôn nha. Công nhận thiệt chứ. Bữa nay là Thảo làm, Thảo nấu cháo, Thảo làm gỏi là đúng luôn á. Trời này mà ăn cháo gà quá đã luôn ha. Mời mọi người ăn cháo gỏi gà xé phai với Thảo nha. Bữa nay Thảo nấu cháo đúng luôn, trời mưa nữa chứ. Quá hợp luôn. Cháo này Thảo chỉ nêm với lại rau răm với lại tiêu nha mọi người. Đúng ngon luôn. Bữa nay là có bao nhiêu rau răm là Thảo làm hết luôn. Còn gỏi gà xé phai này Thảo chỉ bỏ thêm củ hành tây, rau răm là nhóc luôn. Rau răm nhà trồng mà có nhiều khẩu không cho vô hết. Ngon quá. Gỏi này Thảo trộn, Thảo có để muối tiêu nữa. Cái này là Thảo nấu bằng đùi gà nha mọi người. Nồi cháo này Thảo nấu bằng đùi gà thôi. Chấm với lại nước mắm. Xuất sắc.
cái gỏi hảo bớp á, hảo trộn á, vừa vừa nước mắm nữa, rồi thêm miếng muối tiêu nữa, đúng ngon luôn. Ngồi xuống tết. Ở đây họ để hai cái dùi nè. Tại cái này á, rau răm nhà trồng á, cho nên là bữa nay mình dư sức rau răm luôn. Chứ bình thường họ làm gỏi họ hay xài ngò rí á mọi người, tại vì rau răm cũng mắc. Còn cái này là tại mình trồng. Đó. Cho nên bữa nay đúng hợp luôn. Mà ra ra mọi người thấy tốt ha. Hảo chưng gì chứ, gà là hảo khoái rất là thích ăn gà. Cái củ hành chua chua mưa, giờ ngoài trời vẫn còn đang mưa nha mọi người. Mưa lớn luôn á. Mưa mà ở trong nhà không nghe. Mấy cái xương là phải ra tay.
Này nãy thử làm năm cái đùi. Bữa nay chắc mưa mưa dầm à. Bữa nay Hảo húp sạch tô luôn. Rồi video Hảo kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người. Thôi tạm biệt. Bye bye.